Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật mau. Hôm nay chúng ta lại được gặp lại nhau trong chuyên mục Hỏi Đáp Vũ Trụ phần 3. Trong tuần vừa qua, Hải Yến nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn gửi về liên quan đến các chủ đề về các thiên hà, các ngôi sao hay là các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ. Tất nhiên trong một video, Hải Yến không thể trả lời hết các câu hỏi của các bạn được. Hải Yến sẽ lựa chọn những câu hỏi nào phù hợp nhất và có nhiều bạn quan tâm để gửi tới các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vũ trụ là một không gian vô cùng rộng lớn, ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Càng đi nghiên cứu sâu về vũ trụ, chúng ta lại càng cảm thấy tầm hiểu biết của con người thật nhỏ bé. Tất nhiên, có một số hiện tượng xảy ra trong vũ trụ, con người đã có những bằng chứng chứng minh về nó. Nhưng cũng có một số hiện tượng, chúng ta chỉ biết đến nó bởi những lập luận, những giả thuyết mà các nhà khoa học đưa ra. Lý do bởi vì thời gian nghiên cứu về vũ trụ của nhân loại mới được tính đến vài thế kỷ. Nhưng để một hiện tượng xảy ra trong vũ trụ, nó phải mất thời gian đến hàng triệu năm, thậm chí là hàng tỷ năm. Mặt khác, khoa học công nghệ của nhân loại còn nhiều giới hạn, để quan sát được các vật thể trong vũ trụ vẫn là một thách thức lớn của các nhà khoa học hiện nay. Chính bởi vậy, mỗi khi tìm hiểu về vũ trụ, đôi lúc chúng ta cảm thấy nó thật khó hiểu và trừu tượng. Nhưng đó cũng chính là sự quyến rũ và thu hút của vũ trụ. Càng bí ẩn khó hiểu, chúng ta lại càng muốn khám phá về nó. Bạn NCN có hỏi: chị ơi cho em hỏi, hiện tại con người đã quan sát được các ngôi sao nào ngoài Milky Way chưa ạ? Câu trả lời Hải Yến đưa ra là có rất nhiều nhé. Bởi vì như chúng ta đã biết, trái đất của chúng ta đang nằm trong thiên hà Milky Way, hay còn được gọi với cái tên khác là dải ngân hà. Đứng ở trái đất bằng mắt thường, chúng ta có thể quan sát thấy 8 thiên thể ngoài thiên hà Milky Way. Đó là đám mây Magellan lớn và nhỏ, thiên hà Tiên Nữ, thiên hà Tam Giác và mờ nhạt nhất trên bầu trời là thiên hà Messier 83. Những thiên thể này chúng ta đều có thể quan sát bằng mắt thường. Chính bởi vậy, nếu các nhà khoa học hướng những chiếc kính viễn vọng tốt nhất của mình vào những thiên thể này, thì họ có thể quan sát thấy hàng trăm tỷ ngôi sao ngoài thiên hà Milky Way bạn nhé. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao xa nhất mà các nhà khoa học phát hiện ra, nó cách trái đất khoảng 9 tỷ năm ánh sáng, đó là sao Icarus. Vậy chúng ta cứ thử hình dung xem, số lượng các ngôi sao ngoài thiên hà Milky Way mà các nhà khoa học có thể quan sát nó nhiều đến mức nào. Bạn Khương Nguyễn có hỏi: hiện tại tàu Voyager 1 do con người chế tạo mới đi cách trái đất khoảng 2,5 giờ ánh sáng phải không? Như chúng ta đã biết, Voyager 1 là tàu thăm dò không gian được NASA phóng vào không gian ngày 5 tháng 9 năm 1977. Tính đến thời điểm Hải Yến trả lời câu hỏi này, tàu Voyager 1 hoạt động được 42 năm, 9 tháng và 22 ngày kể từ khi được phóng ra ngoài không gian. Nó vẫn đang hoạt động và giữ liên lạc với trái đất qua mạng không gian sâu. Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, nó là vật thể nhân tạo nằm ở khoảng cách xa nhất mà con người chế tạo. Lúc này, nó cách trái đất 148,61 đơn vị thiên văn AU, tức 22,3 tỷ km. Ở khoảng cách này, nếu tính ra đơn vị ánh sáng thì nó vào khoảng 20,6 giờ ánh sáng. Chính bởi vậy, câu hỏi của bạn là 2,5 giờ ánh sáng là chưa chính xác. Thực tế nó đang cách trái đất khoảng 20,6 giờ ánh sáng bạn nhé. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Duy Phương. Cho mình hỏi trái đất đảo cực từ thì sẽ như thế nào? Bao lâu sẽ đổi cực một lần và lần gần nhất là cách đây bao lâu? Như chúng ta đã biết, trái đất của chúng ta tồn tại một từ trường rất mạnh. Từ trường của nó có thể mở rộng và tác dụng đến hàng chục nghìn km trong không gian và nó được gọi là từ quyển của trái đất. Từ quyển này kết hợp với khí quyển của trái đất, chúng có thể ngăn chặn các dòng hạt điện tích đến từ vũ trụ bảo vệ sự sống trên trái đất. Theo các nhà khoa học, từ trường của trái đất sẽ đảo cực theo chu kỳ ngẫu nhiên. Lúc này, từ trường cực Bắc sẽ đổi chỗ cho từ trường cực Nam và ngược lại. Nhưng sự thay đổi này không diễn ra tức thì, chúng sẽ chậm chạp thay đổi theo thời gian. Trong thời kỳ thay đổi đó, từ trường trái đất sẽ yếu đi. Lúc này, sự sống trên trái đất sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì khi đó, chúng không đủ mạnh để bảo vệ trái đất trước những cơn bão mặt trời. Sự kiện đảo cực từ trái đất sẽ diễn ra ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ 0,1 đến 1 triệu năm.
Các nhà khoa học ước tính trung bình cứ khoảng 450.000 năm, cực từ trái đất sẽ bị đảo chiều. Trong khoảng 83 triệu năm qua, trái đất đã trải qua 184 lần đảo cực. Lần gần đây nhất là nó diễn ra vào giữa thời kỳ đệ tứ, cách đây khoảng 781.000 năm. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học tin rằng trái đất của chúng ta đang bắt đầu quá trình khởi động đảo cực từ. Theo tính toán thì nó có thể mất thời gian từ 1.000 đến 10.000 năm mới hoàn tất quá trình đảo cực này. Còn sự ảnh hưởng của lần đảo cực này chúng ta sẽ rất khó dự đoán. Chúng ta chỉ có cách chờ đợi trong thời gian khoảng từ 1.000 đến 10.000 năm tới khi quá trình đảo cực hoàn thành, chúng ta mới có thể đánh giá chính xác về những thiệt hại mà nó gây ra. Khi xem đến đây, chắc nhiều bạn đang lo lắng đúng không? Nhưng các bạn hãy yên tâm, hãy yên chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta sẽ không có cơ hội chứng kiến nó đâu. Bạn Nguyễn Thảo Linh có câu hỏi, từ lâu em vẫn thắc mắc, ở trung tâm mỗi thiên hà thường có một lỗ đen siêu lớn, vậy nó hình thành như thế nào và phát triển ra sao? Tại sao thiên hà lại xoay quanh lỗ đen này? Nếu hố đen liên tục hút các vật chất và mở rộng, vậy tại sao nó không nuốt cả dải ngân hà nhỉ? Như chúng ta đã biết, nằm ở trung tâm mỗi thiên hà sẽ có một siêu hố đen. Sự hình thành của chúng vẫn là một câu hỏi lớn với các nhà khoa học. Có lý thuyết cho rằng, ban đầu chúng được sinh ra từ sự suy sụp hấp dẫn của một ngôi sao hoặc một đám mây khí khổng lồ, và rồi chúng sáp nhập với nhau tạo ra những siêu hố đen. Chính sự sáp nhập và hút các vật chất ở xung quanh khiến con quái vật ngày càng lớn mạnh. Nó tạo ra một lực hấp dẫn siêu lớn khiến toàn bộ các ngôi sao, các hành tinh ở xung quanh bị cuốn vào, tạo thành những thiên hà xoắn ốc, thiên hà elips như chúng ta thấy ngày nay. Về mặt lý thuyết thì những siêu hố đen này sẽ dần nuốt chửng những vật chất của thiên hà, nhưng để hoàn thành quá trình đó, nó sẽ mất một thời gian rất dài. Lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung, hệ mặt trời của chúng ta cũng đang bị siêu hố đen ở tâm thiên hà hút vào. Chính vì vậy, hệ mặt trời đang bị xoáy theo đường xoắn ốc của dải ngân hà. Hiện tại nó đang cách tâm ngân hà khoảng 26.000 năm ánh sáng và nó sẽ mất khoảng 230 triệu năm để hoàn thành một vòng quanh siêu hố đen. Nhưng để đi vào đến gần hố đen, hệ mặt trời sẽ phải thực hiện rất nhiều vòng quay nữa mới đến được. Thời gian đó có thể tính đến hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ năm nữa. Bởi vậy, quá trình nuốt chửng các vật chất của siêu hố đen ở trung tâm thiên hà vẫn đang diễn ra. Có điều thời gian để hoàn thành sẽ rất lâu bạn nhé. Bạn Nguyễn Văn Khoa có hỏi, chị Hải Yến ơi, các supernova thường là các ngôi sao có khối lượng lớn từ 10 lần khối lượng mặt trời phải không ạ? Supernova hay còn được gọi là những vụ nổ siêu tân tinh. Đây là thời điểm một ngôi sao khổng lồ phát nổ. Sự kiện thiên văn thoáng qua này xảy ra trong giai đoạn cuối đời của một ngôi sao khổng lồ. Theo lý thuyết của các nhà khoa học, khi một ngôi sao có khối lượng ban đầu nhỏ hơn 8 lần khối lượng của mặt trời thì chúng không bao giờ phát triển lõi đủ lớn để sụp đổ tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh. Chính vì vậy, các ngôi sao về cuối đời có thể tạo ra một supernova thì chúng cần có khối lượng ban đầu lớn hơn 9 lần khối lượng của mặt trời bạn nhé. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi của bạn Yêu Thiên Văn. Cho em hỏi là các nhà thiên văn học đã chế tạo chiếc kính viễn vọng như thế nào ạ? Kính viễn vọng là một dụng cụ giúp chúng ta quan sát những vật thể ở xa so với mắt của con người. Kính viễn vọng có thể được ứng dụng trong quan sát thiên văn, trong công tác hoa tiêu của ngành hàng hải, hàng không hoặc dùng trong quan sát và do thám quân sự. Trong thiên văn học, chúng ta thường gọi nó với cái tên khác là kính thiên văn. Để chế tạo ra những chiếc kính thiên văn này, các nhà khoa học sẽ căn cứ vào cơ chế hoạt động của nó như kính viễn vọng khúc xạ, phản xạ, giao thoa hoặc là quang phổ. Ngoài ra, kính viễn vọng sẽ được quan sát ở các bước sóng khác nhau như kính viễn vọng quang học, kính viễn vọng vô tuyến, kính viễn vọng hồng ngoại, tử ngoại, tia X, tia gamma, v.v. Chính vì vậy, các nhà khoa học sẽ căn cứ vào cơ chế hoạt động của các bước sóng quan sát của từng chiếc kính khác nhau. Họ sẽ có những phương pháp khác nhau để chế tạo ra chúng bạn nhé. Bạn Long Phan có hỏi, khi ở trái đất, chúng ta tính thời gian bằng vòng quay trái đất, thế khi thoát ra ngoài vũ trụ thì sẽ như thế nào? Thời gian là khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện. Thông thường chúng được xác định bằng số lượng của các chuyển động được lặp đi lặp lại gắn với một sự kiện nào đó. Chính vì vậy, nếu vũ trụ đứng yên, thời gian sẽ là vô nghĩa. Ngoài ra, thời gian ám chỉ một chiều duy nhất, đó là từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông thường, thời gian phổ biến nhất được tính bằng năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây.
Theo quy ước hiện nay trong vật lý, 1 giây được tính là thời gian của 9.192.631.770 lần chu kỳ của bức xạ điện từ phát ra bởi nguyên tử CS133. Chính vì vậy, 1 giây ở trên trái đất sẽ được tính bằng đó chu kỳ, và ở trong vũ trụ cũng vậy, đó là một quy ước mà con người đặt ra. Chúng sẽ không thay đổi khi bạn ở bất kỳ nơi đâu. Có điều khi chúng ta ở ngoài trái đất, con người sẽ không có cảm nhận thời gian năm, tháng, tuần, ngày, đêm mà thôi. Bạn Ngô Văn Nghĩa có hỏi, không biết mặt trăng biến mất thì trái đất sẽ như thế nào ạ? Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên quay xung quanh trái đất theo quỹ đạo hình elip với khoảng cách trung bình 384.000 km. Theo các nhà khoa học, mặt trăng là nguyên nhân chính gây ra thủy triều trên trái đất. Nếu một ngày mặt trăng biến mất, chu kỳ của thủy triều sẽ hoạt động theo mặt trời. Lúc này, thủy triều dâng cao lên nhất là vào lúc giữa trưa khi mặt trời ở vị trí cao nhất. Độ cao mực nước thủy triều thấp hơn so với lúc mặt trăng còn tồn tại. Ngoài ra, do độ cong phần rắn của trái đất chịu ảnh hưởng bởi thủy triều, nên thủy triều biến đổi sẽ kéo theo những trận động đất, núi lửa, phun trào, hỗn loạn. Điều đáng lo ngại về lâu dài liên quan đến trục quay của trái đất. Hiện nay, trục quay trái đất rung lắc rất chậm, giống như một con quay với chu kỳ 26.000 năm. Các nhà khoa học cho biết, mặt trăng đóng vai trò kìm hãm rung lắc, làm ổn định trục quay của trái đất. Trái đất không có mặt trăng sẽ rung lắc khá mạnh, giống như hỏa tinh. Điều này gây ra một số biến đổi khí hậu nghiêm trọng, làm thay đổi các mùa, xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Trái đất trở thành hành tinh ít ổn định và không còn thích hợp cho sự sống phát triển. Mặt khác, mặt trăng ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học và cuộc sống của rất nhiều loài động thực vật trên trái đất. Mất đi mặt trăng, hệ thống tính toán âm lịch, thời tiết, tiết khí của con người hoàn toàn mất tác dụng. Chúng ta không còn được nhìn thấy các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực hoặc quan sát chu kỳ của mặt trăng vào mỗi đêm nữa. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi giải đáp những câu hỏi vũ trụ phần 3. Ngoài những câu hỏi trên, còn rất nhiều các câu hỏi khác mà Top Thú Vị chưa thể trả lời. Hẹn các bạn ở những video giải đáp lần sau. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.